Lời đầu tiên cho chàng Sang xin gửi lời chào đến toàn thể cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang follow theo kênh chàng Sang Keyboard. Và đồng thời Sang gửi lời chào đến tất cả các anh chị học viên của lớp chàng Sang, tất cả các anh chị ở trong và ngoài nước. Thì trước khi đi vào cái buổi nói chuyện trong cái video ngày hôm nay thì cho Sang xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân đến tất cả cô chú anh chị ở trong và ngoài nước. Thì lúc nào cũng luôn bên cạnh, cùng like để mà cho Sang có cái động lực, có cái tinh thần. Thì Sang xin cảm ơn cái tấm lòng đó của tất cả cô chú anh chị. Thì Sang xin phép được đi thẳng vào cái nội dung của video ngày hôm nay. Thì như là chị đã biết thì hiện tại là chúng ta cũng sắp bước sang năm mới. Chúng ta cũng chuẩn bị đón giao thừa. Thì Sang suy nghĩ là tất cả các anh chị của chúng ta cũng đang bên cạnh của gia đình để mà chuẩn bị cho một cái đêm đón giao thừa ha, đón giao thừa sang năm mới, năm Con Trâu. Thì cũng nhân cái video ngày hôm nay thì Sang cũng xin có một vài lời chúc đối với tất cả các anh chị học viên, tất cả các anh chị ở trong và ngoài nước. Thì có một sức khỏe ha, có một sức khỏe thật là dồi dào. Và Sang hy vọng một trong những cái hy vọng lớn nhất của Sang đó là Sang hy vọng là tất cả các anh chị chúng ta nhanh chóng có được một cái vaccine để mà chúng ta phòng chống một cái đại dịch trên thế giới của chúng ta, một cái đại dịch Covid ha, được xem như là một cái nó giống theo Sang suy nghĩ thì nó giống như là một cái cơn sóng thần, nó giống như một cơn sóng thần, nó có thể quét bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Sang cũng đã từng trò chuyện với tất cả các anh chị, nhiều anh chị học viên ở Mỹ, ở Pháp, Đức, ở Australia, rất là nhiều các anh chị. Và Sang thấy thật sự là một cái cơn đại dịch rất là lớn và nó càng quét giống như một cơn sóng thần ha. Thì Sang cũng hy vọng là chúng ta nhanh chóng có được một cái vaccine để mà chúng ta phòng chống được cái cơn đại dịch này, để mà cho tất cả anh chị chúng ta có được một cái sức khỏe thật là tốt, để chúng ta có thể trong năm mới này, chúng ta thứ nhất là chúng ta có thể làm việc cho một cái sự nghiệp của mình tiến bộ, phát triển hơn, hoặc là cho cái trong công việc học đàn chúng ta cũng có sao, chúng ta cũng thoải mái hơn để mà chúng ta có thể học đàn ha. Và đồng thời thì Sang cũng cầu chúc đối với tất cả các anh chị trong cái sự nghiệp của mình nhanh chóng là chúng ta tiến bộ ha, chúng ta phát triển hơn trong cái sự nghiệp. Và được một trong những cái xu hướng, một trong những cái mà ở nước Mỹ họ nghiên cứu đó là rất là quan trọng, đó là cái gia đình ha. Và Sang cũng cầu chúc cho tất cả các anh chị, nếu như các anh chị ở xa, ở Mỹ mà hoặc là ở Anh, Pháp mà chúng ta bị cơn đại dịch, chúng ta mắc kẹt ở ngoài đó, chúng ta không quay về được, thì Sang cũng hy vọng là chúng ta hãy tất cả chúng ta hãy hướng về Việt Nam, hướng về gia đình của mình ha, hướng về gia đình của mình ha, để mà cho chúng ta có những cái cuộc gọi hoặc là hỏi thăm cha mẹ này nọ, chúng ta có một cái gia đình thật là ấm cúng trong những cái ngày Tết này ha. Sang biết rằng là tất cả các anh chị ở Anh, Pháp, Mỹ thì các anh chị không có đón Tết như là ở Việt Nam, thì các anh chị chỉ là tưởng nhớ thôi, tưởng nhớ tới cái ngày giao thừa của chúng ta thôi, chứ anh chị không có đón Tết như là ở Việt Nam của mình ha. Thì bởi vì cái Tết của anh chị đó là cái người ta gọi là cái Tết Tây ha, còn ở Việt Nam thì cái Tết Lunar New Year thì nó theo cái phong tục rồi ha. Thì Sang cũng hy vọng là các anh chị ở xa ha, các anh chị ở xa cũng đón một cái Tết thật là đậm ấm ha. Bởi vì trong những cái bài giảng Sang chọn cái bài đêm giao thừa nghe một khúc dân ca để mà Sang giảng thì tất cả nó có ý nghĩa hết anh chị. Bởi vì trong cái câu hát là ai mang xuân từ thư hồng qua thắm, em mang xuân từ một bài dân ca, thì em hy vọng là cái câu hát đó là em mang một cái mùa xuân đến, thật sự đến cho những anh chị mà ở xa quê ha, các anh chị cư ở Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Australia, hoặc là các anh chị là đi thăm bà con bên đó mà mắc kẹt bên đó luôn, Sang hướng dẫn cái bài đó để cho anh chị hát, anh chị nhớ về đất nước Việt Nam ha. Thì tất cả những bài hát nó đều có ý nghĩa hết anh chị, nó đều có cái tấm lòng của Sang để trong đó hết. Và Sang hy vọng là tất cả các anh chị chúng ta học, chúng ta xong, chúng ta hãy nhớ về một cái mùa xuân, và đặc biệt là chúng ta nhớ về cái gia đình của chúng ta ha. Rồi
Thì Sang dành một cái ít phút cuối video này để mà Sang sẽ nói về cái định hướng tương lai trong cái việc giảng dạy của mình. Thì Sang xin dành 30 giây để Sang tóm tắt lại những gì mà trong thời gian qua mà Sang đã làm được. Thứ nhất là Sang đã hướng dẫn cho tất cả cô chú anh chị, chúng ta thứ nhất đó là chúng ta hoàn toàn có khả năng tự học ở nhà, không cần đến trung tâm, không cần đến bất cứ cái center nào xã cả ha. Chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà là chúng ta có thể tự học được. Và chị thấy cái target đó của Sang hoàn toàn đạt được. Nếu như anh chị theo dõi từng bài giảng của Sang, theo dõi trình tự, theo dõi và làm những cái kỹ thuật mà Sang giao, kỹ thuật điểm rumba, kỹ thuật điểm cha cha, kỹ thuật điểm bossa nova hoặc là điểm slow gốc, bóp ballad này nọ, tất cả nếu như mà chúng ta học theo trình tự và chúng ta cố gắng, chúng ta follow theo từng bài giảng và chúng ta học từng kỹ thuật cho kỹ, Sang đảm bảo hoàn toàn anh chị có thể tự học ở nhà được ha. Đó là và Sang sure một điều là tất cả các anh chị hoàn toàn có thể học được, không cần đến bất cứ cái center nào cả ha. Và tất nhiên là cái target đó Sang sẽ cố gắng, Sang sẽ đặt trong cái năm nay 2021, năm con trâu ha. Đó là Sang sẽ tiếp tục đặt cái target đó, đó là tiếp tục chúng Sang sẽ ra những cái bài giảng để cho anh chị học ở nhà, không cần đến đâu, chỉ cần học ở nhà, chỉ cần một cái cây đàn, chỉ cần một cái smartphone, cái điện thoại di động. Nếu như ai có laptop hoặc là có cái máy tính ha, cái máy tính thì chúng ta cái máy vi tính cá nhân đó, cái laptop cái máy vi tính cá nhân đó thì ok, hai cái đó có thì tốt, còn không có chỉ cần cái smartphone là quá đủ rồi ha. Rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể tự học được, và đó là cái target đầu tiên của Sang. Và một trong những cái thứ hai mà Sang mang đến cho lớp đó là Sang tạo ra được ha, Sang tạo ra được cái phần điểm hát dựa trên cái nền của ca sĩ hát. Và đó là trong một trong những sáng tạo mà Sang đã cố gắng mài mò trong cả một cái quá trình rất là lâu để mà Sang mang đến cho lớp. Thì Sang hy vọng là đối với những anh chị học viên chúng ta sử dụng và chúng ta học xong, chúng ta điểm hát và để sao chúng ta thực hành được. Bởi vì trước đây Sang đã đặt ra cái target đó và Sang đã đạt được trong năm nay. Đó là gì? Luyện cho anh chị tự điểm hát ở nhà trước khi anh chị đi làm show. À, trước khi anh chị đi làm show, đó là Sang đã đặt ra target đó ngay từ lâu rồi và Sang đã đạt được trong năm vừa rồi. Và tiếp tục trong năm nay Sang sẽ tiếp tục duy trì cái target đó. Đó là gì? Luyện cho anh chị phần tự điểm hát, tự thực tập ở nhà ha, tự thực tập ở nhà khi mà không có người hát, chúng ta sẽ có phương pháp thực tập. Đó là cái target tiếp theo mà Sang đặt. Và một trong những cái target thứ ba nữa thì tất nhiên Sang sẽ cố gắng, Sang sẽ khai thác thêm nữa ha, Sang sẽ cố gắng khai thác thêm nữa những cái mẫu điểm mới, về những cái mẫu điểm về remix ha. Một những dòng nhạc mà Sang rất là đam mê, đó là dòng nhạc Vina House ha. Và dòng Sang sẽ cố gắng, Sang khai thác những cái mẫu điểm về Vina House, những cái intro mẫu lót câu hoặc là những câu điểm lót của Vina House, của dòng nhạc Vina House ha, để mà Sang sẽ cố gắng khai thác trong năm con trâu. Và những cái mẫu điểm mới về Boston, về điệu những cái điệu mới sau này nó còn rất là nhiều điệu nhưng mà những cái điệu đó điệu hơi nâng cao ha, điệu nâng cao, ví dụ như là điệu Boston nè, Boston là nhịp lẻ nè ha, thì Sang sẽ bắt đầu khai thác vào ha, cái nhịp 3/4 và để thêm những cái bài về cha cha rumba này nọ, chúng ta ưa hát ở nhịp 4/4 nó dễ, nhưng mà Boston nó nhịp 3/4 nó khó. Thì bắt đầu trong năm tới Sang sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị ha. Thì đó là Sang sẽ bắt đầu khai thác những cái mẫu điệp khó ha. Và một trong những cái target tiếp theo nữa đó là Sang sẽ bắt đầu khai thác giáo trình. Sang sẽ viết một cái cuốn giáo trình và gửi cho lớp. Thì cái cuốn giáo trình đó hiện tại thì Sang cũng đang viết và Sang hy vọng trong 6 tháng tới, 6 tháng cho đến 1 năm tới, Sang sẽ hoàn thiện cái cuốn giáo trình này ha, cái cuốn giáo trình do tự tay Sang viết. À, và tiếp theo nữa Sang sẽ tạo những cái sheet nhạc để cho anh chị tự học ở nhà. Đó là cái target tiếp theo, target thứ tư của Sang ha. Đó là một trong những cái target. Và một cái target cuối cùng ha, cũng là target thứ năm, đó là Sang sẽ áp dụng công nghệ thông tin, tức là công nghệ 4.0. 4.0 là gì anh chị? Đó là phối hợp của rất là nhiều ha. Nó là phối hợp của gì? Technology, nó phối hợp của gì? Kỹ thuật, nó phối hợp của công nghệ thông tin, lý và hóa
Và nếu như mà mỗi chúng ta bình thường là hồi xưa ở 3.0 là chúng ta tốc độ tăng chúng ta theo cái hàm số AX cộng Y thôi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta áp dụng công nghệ 4.0 nó sẽ tăng theo cái đường thẳng. Nó sẽ tăng theo cái đường thẳng theo cái hàm số mũ. Nó không còn AX cộng Y nữa. Mà nếu như chúng ta áp dụng cái công nghệ thông tin, nó sẽ tăng theo hàm số mũ. Và cái thành quả mà chúng, nếu như chúng ta áp dụng công nghệ thông tin thì Sang sẽ cố gắng, Sang sẽ khai thác áp dụng, tiếp tục khai thác áp dụng công nghệ thông tin để mà giảng dạy lý thuyết cho lớp ha. Và Sang sẽ áp dụng cái đó để mà hy vọng nó sẽ tạo ra một cái thành quả lớn theo cái hàm số mũ. Như trước đây nhiều cái anh chị trong những cái trung tâm thì họ chỉ giảng, đôi khi là giảng theo cái truyền thống, giảng theo cái truyền thống thì ít có áp dụng công nghệ thông tin. Thì Sang thấy như thế cũng được, nhưng mà Sang muốn đi theo một cái hướng khác và tạo ra dựa trên công nghệ thông tin. Sang sẽ cố gắng đẩy cái công nghệ thông tin lên ha, để mà hướng dẫn về cái lý thuyết nhạc lý cho anh chị và áp dụng công nghệ thông tin. Chúng ta nhìn vào chúng ta hiểu liền những cái phương pháp nhạc lý và tất cả những cái phương pháp Sang giảng dạy cho anh chị, tất cả đều có mắt, đều có khóe và đều có mưu mẹo trong đó để mà chúng ta học, chứ không phải chúng ta học dựa trên học thuộc lòng. Lên bài hơ là chúng ta sẽ quên, mà chúng ta phải học dựa trên những cái mấu chốt, dựa trên những cái mánh khóe mưu mẹo ha. Và đó là cái phương pháp giảng dạy của Sang, để chúng ta học xong chúng ta nhớ liền, không phải nhớ liền là thôi và nhớ mãi mãi. Đó là cái cách giảng dạy của Sang. Rồi thì một vài lời chúc cũng như là một vài cái định hướng trong tương lai. Con thuyền muốn đi thì phải có bánh lái, con thuyền muốn đi phải có kim chỉ nam thì mới biết đi đến đâu và về đến đâu ha. Thì trong cái kênh hướng dẫn về gia đàn của Trần Sản Kỳ Bo thì đều có phương hướng, đều có định hướng, đều có cách tá gẹt, và cuối năm như thế này sẽ tổng kết lại xem mình đã đạt gì và cố gắng vạch ra cái tá gẹt tiếp theo. Và tất cả những cái tá gẹt đó để làm gì? Để phục vụ cho chính anh chị, để phục vụ cho chính anh chị ở xa. Anh chị chỉ việc sao cố gắng cài đàn để chúng ta đi, chúng ta thành công. Nếu như anh chị cố gắng cài là anh chị sẽ đi show được, và Sang khẳng định cái điều đó. Tất cả nhiều anh chị học viên của Sang đã làm được, và Sang hy vọng tất cả anh chị đến sau hãy cố gắng và làm được. Đó là những điều mà Sang mong muốn. Và Sang xin có lẽ là Sang xin dừng cái video mà Sang chia sẻ Sang một vài lời chúc ở đây ha. Thì hân mến chào tất cả cô chú anh chị cùng tất cả các bạn ha. Chúc mọi người có một cái Tết thật là đầm ấm nha. Rồi hân mến chào tất cả cô chú anh chị cùng tất cả các bạn.